Trên tay khóa học video marketing. Xin chào tất cả các bạn, tôi là Nguyễn Văn Toàn, là nhà đào tạo về kinh doanh và phát triển con người. Trên tay tôi là một cái khóa học video marketing. Khóa học này thì khi các bạn chuẩn bị bắt đầu tham gia khóa học này thì các bạn có thể biết cách là làm video marketing như thế nào, và đặc biệt các bạn có thể biết lên kịch bản như thế nào và làm thế nào để tìm ra hàng nghìn ý tưởng ở trên internet. Và đặc biệt khi các bạn mới bắt đầu làm video marketing thì mình hay có thói quen là mình rất là ngại đứng trước ống kính, đúng không ạ? Và khi mới bắt đầu làm công việc thì cũng thế các bạn. Nó sẽ vất vả trong giai đoạn đầu tiên, nhưng mà khi các bạn trải qua được cái giai đoạn đó thì sẽ giúp cho các bạn bùng nổ hơn. Thì trong cái khóa học này thì những người mà mới bắt đầu làm video marketing thì hay có thói quen là chưa làm quen một cái điều gì đó, khiến cho việc mình bắt đầu làm video marketing mình rất là nhiều rào cản. Nhưng mà sau một mình trải qua được cái thời gian đó rồi thì mình sẽ làm video marketing nó dễ dàng hơn, và đặc biệt các bạn có thể bán được nhiều hàng hơn ở trên internet. Lúc đầu thì mình đứng trước ống kính thì mình rất là ngại, đúng không ạ? Nhưng mà sau một thời gian ấy, tự nhiên mình đứng trước ống kính thì thành thói quen của mình luôn, khiến cái việc là các bạn đứng trước ống kính nó không còn là ngại ngần gì nữa. Giống như là mình mới bắt đầu mình gặp khách hàng ấy thì mình rất là ngại khi mà gặp khách hàng. Nhưng mà sau các bạn mà gặp khách hàng nhiều, các bạn nói chuyện nhiều, các bạn chia sẻ cho họ nhiều, và đặc biệt khi các bạn nói chuyện thật lòng với họ thì chắc chắn các bạn sẽ bán được hàng. Thì các bạn làm video cũng thế, thì mới bắt đầu mình làm cũng như vậy, nhưng mà sau một thời gian các bạn làm quen rồi thì cái việc mà chúng ta làm video marketing nó rất là đơn giản. Trong cái buổi chia sẻ sắp tới này thì các bạn sẽ hiểu hơn cách mà làm video marketing, một cái quy trình video marketing như thế nào để giúp cho các bạn hiểu hơn trong quá trình các bạn làm video marketing. Và tôi chưa thông báo là ngày nào sẽ tổ chức ra một buổi chia sẻ. Các bạn sẽ được nhận ngày thông báo sau. Ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn là sắp tới thì tôi có tổ chức một buổi chia sẻ cái cách mà làm video marketing. Nếu các bạn mà đang quan tâm thì các bạn có thể inbox với Toàn. Nhưng mà tôi chưa thông báo là các bạn. Những ngày sắp tới đây thì tôi sẽ thông báo cho các bạn vào những cái video tiếp theo các bạn xem video của tôi. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye, xin hẹn gặp lại các bạn.